Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh việc một luật sư ở Hà Nội khi đang đứng nói chuyện với hàng xóm thì đã bị một người đàn ông đi xe máy tông ngã xuống đường, phải nhập viện cấp cứu. Được biết nguyên nhân dẫn tới vụ việc nói trên là do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn. Chiều ngày 18 tháng 3, luật sư NVH, 39 tuổi, ở thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đang công tác tại một văn phòng luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 15 tháng 3, luật sư Hát nghe tiếng ồn ào trước nhà nên ra ngoài kiểm tra thì phát hiện nhiều thùng rác để lộn xộn ngay trước cửa. Sau đó, luật sư Hát đi bộ ra đầu ngõ để gặp trưởng thôn độc lập, xã La Phù. Khi đang đứng nói chuyện với trưởng thôn và một số người khác, bất ngờ có một người đàn ông đi xe máy từ đầu ngõ tiến đến, dồ ga, tông văng luật sư Hát ngã xuống đường. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera nhà dân ghi lại và luật sư Hát đã gửi cho cơ quan công an. Sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông đã bỏ đi. Luật sư Hát được đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Gia đình vị luật sư này đã đến công an trình báo sự việc. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, đối tượng đã dùng xe máy tông ông Hát. Công an xã La Phù thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan và yêu cầu đối tượng đâm xe vào ông Hát đến làm việc. Cơ quan công an cũng đã tạm giữ phương tiện.